lộ mới nhất. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trời xanh thấu tỏ, hợp vía thần tài, tài lộc bùng nổ, đổi đời giàu to, tiền về ngập két trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Thưa quý tín chủ thân mến, với Ất Tỵ 1965, thú thật tôi chả biết viết gì thêm cho Ất Tỵ. Vì có bài tôi mắng, cũng có bài tôi động viên, cũng có bài tôi an ủi, cũng có bài tôi khuyên nhủ Ất Tỵ rồi. Nhưng dù không biết viết gì thêm, tôi vẫn cứ muốn viết. Viết để nhắc Ất Tỵ thế này. Thời điểm hiện tại, tức từ nửa năm trước cho tới bây giờ, là một thời điểm tương đối nhạy cảm của mệnh số Giáp Thìn. Các dòng năng lượng, các nghiệp, phước, âm dương đang nhào nặn lại cuộc đời Giáp Thìn. Nên rắn ta sẽ thèm lắm, sẽ thiếu lắm, sẽ nhớ lắm, cái gọi là bình yên. Vì chắc chắn, dù là Ất Tỵ nào, cũng đang không được bình yên. Tất cả đang đổ vỡ, hoặc đang thay máu, hoặc đang sụp đi rồi dựng lại, để một cuộc mưu sinh mới hoàn toàn được thành hình. Nên sẽ có mất mát, cũng sẽ có đớn đau, cũng sẽ có suy tư kèm theo là mỏi mệt. Chỉ mong Ất Tỵ cứ thản nhiên mà đón nhận, cứ khóc cười buồn vui, bình đạm mà trôi theo dòng đời mới. Cái gì không thể tác động thì mặc kệ nó. Tranh thủ học, tranh thủ chuẩn bị, tranh thủ mài móng. Vì đoạn mới của cuộc đời Ất Tỵ sẽ thành hình ở tháng 10, 11 và 12 âm. Và cuối cùng, Ất Tỵ à, nhắc để Ất Tỵ nhớ, rằng Ất Tỵ đẹp hơn khi Ất Tỵ màu trắng. Nôm na là vậy. Trắng ở đây không phải là trắng của màu da, mà là sự trắng của tâm can, sự trắng của hành vi hành động. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tử vi đặc biệt dành cho người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 3 tháng sắp tới, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Đây là một giai đoạn được dự báo sẽ mang đến nhiều thay đổi tích cực và cơ hội lớn lao, khiến cuộc sống của Ất Tỵ trở nên khởi sắc thuận lợi hơn bao giờ hết. Có thể nói 3 tháng cuối năm 2024 tới đây chính là thời điểm vàng cho những ai sinh năm 1965, khi mà các dấu hiệu may mắn đang dần xuất hiện. Đặc biệt theo tử vi, Ất Tỵ sẽ được hưởng lợi từ những yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, mang lại không chỉ sự ổn định mà còn giúp bản mệnh thăng tiến vượt bậc. Chúng ta sẽ cùng điểm qua 3 dấu hiệu quan trọng mà các mệnh chủ cần lưu ý. Đây là những dấu hiệu báo hiệu sự chuyển biến từ hung hóa cát, giúp Ất Tỵ hóa giải mọi khó khăn trở ngại và đón nhận những điều tốt lành từ bề trên. Trong thời gian này, nếu Ất Tỵ biết cách nắm bắt cơ hội, kiên trì và hành động đúng đắn, chắc chắn sẽ có cơ hội bứt phá vượt lên trên những khó khăn và thử thách của quá khứ. Cùng với đó, sự hỗ trợ từ những ngôi sao may mắn sẽ mang lại không ít tài lộc và niềm vui cho gia đình, khiến cuộc sống trở nên đầy đủ và hạnh phúc hơn. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ những thông tin quan trọng và hữu ích sắp được chia sẻ trong video này. Chúng tôi sẽ tiết lộ chi tiết về từng dấu hiệu điềm lành, cách nhận biết và tận dụng chúng để đón nhận một mùa Tết trọn vẹn niềm vui và thành công. Hãy cùng kênh Tài Lộc TV tìm hiểu xem những điều bất ngờ nào đang chờ đợi người tuổi Ất Tỵ trong thời gian tới. 3 tháng cuối năm 2024 đánh dấu một giai đoạn nhiều hứa hẹn cho người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Ở tuổi 59, Ất Tỵ đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tích lũy đủ kinh nghiệm và thành quả để bước vào một giai đoạn bình ổn và thảnh thơi hơn. Đây là thời điểm phù hợp để Ất Tỵ củng cố công việc, tài chính, đồng thời tận hưởng sự bình yên bên gia đình, chuẩn bị bước vào năm mới với nhiều niềm vui và hy vọng. Sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ trong những tháng cuối năm 2024 có chiều hướng ổn định và tích cực. Dù không còn quá nhiều áp lực, nhưng Ất Tỵ vẫn giữ tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn có thể nhận được những cơ hội quan trọng giúp khẳng định uy tín và danh tiếng trong công việc, hoặc được giao cho những dự án có tính chất tổng kết, hoàn thành. Đây là thời gian thuận lợi để bạn tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm và làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, Ất Tỵ có thể sẽ gặp gỡ những đối tác mới, những người mà bạn đã xây dựng mối quan hệ bền vững qua nhiều năm. Hãy tận dụng những cơ hội này để củng cố sự nghiệp và hướng đến sự ổn định lâu dài. Tuy nhiên, tránh vội vã tham gia vào các kế hoạch đầu tư lớn hoặc mạo hiểm vì vận khí cuối năm thiên về sự bình ổn hơn là bứt phá. Về tài chính, tuổi Ất Tỵ sẽ trải qua những tháng cuối năm khá ổn định. Các khoản thu nhập từ công việc chính và các nguồn đầu tư trước đây sẽ giúp bạn duy trì mức sống thoải mái. Đối với những Ất Tỵ đã có sự chuẩn bị tài chính từ sớm,
Đây là thời gian bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả. Tuy nhiên, Ất Tỵ nên duy trì nguyên tắc tiết kiệm và tránh xa các khoản chi tiêu không cần thiết để đảm bảo tài chính ổn định cho các dự định tương lai. Nếu có kế hoạch đầu tư, bạn nên chọn các khoản đầu tư có độ rủi ro thấp và nghiên cứu kỹ càng trước khi tham gia. Tài lộc cuối năm của Ất Tỵ có thể sẽ phát triển theo hướng ổn định, không bùng nổ nhưng vẫn đem lại cảm giác an toàn và bền vững. Gia đạo là điểm tựa tinh thần quan trọng của tuổi Ất Tỵ trong thời điểm này. Gia đình hòa thuận, ấm cúng và con cái hiếu thảo mang lại cho bạn niềm vui và sự động viên lớn lao. Đây là thời gian Ất Tỵ có thể chia sẻ những khoảnh khắc bình yên cùng gia đình, tổ chức các buổi sum họp hay gặp gỡ, là dịp để cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm và gắn kết thêm tình cảm. Vai trò của Ất Tỵ trong gia đình cũng đặc biệt quan trọng là người cha, người ông, bạn có thể truyền lại những bài học, kinh nghiệm sống và định hướng cho con cháu. Một vài khó khăn nhỏ trong gia đình có thể phát sinh, nhưng với sự khéo léo và kiên nhẫn, Ất Tỵ sẽ dễ dàng vượt qua và giữ cho gia đạo luôn êm ấm. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong 3 tháng cuối năm có thể xuất hiện một vài dấu hiệu cần quan tâm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xương khớp, huyết áp và hệ tiêu hóa. Lời khuyên cho bạn là nên thực hiện chế độ sinh hoạt và ăn uống điều độ, tránh những thức ăn khó tiêu và duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hoặc thiền để tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, Ất Tỵ cũng nên chú trọng đến giấc ngủ và giảm thiểu các căng thẳng từ công việc hoặc cuộc sống. Nếu có thể, hãy lên kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề. Một tinh thần thoải mái, thư thái sẽ giúp sức khỏe của Ất Tỵ được cải thiện đáng kể. 3 tháng cuối năm 2024 là khoảng thời gian mà tuổi Ất Tỵ có thể tận hưởng sự ổn định, hòa hợp và niềm vui từ công việc đến gia đình. Đây là giai đoạn Ất Tỵ có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được, sẵn sàng bước vào một chương mới với sự an yên và thanh thản. Hãy tận dụng những ngày tháng cuối năm để sống chậm lại, trân quý những khoảnh khắc bên người thân và chuẩn bị tinh thần chào đón một năm mới đầy niềm vui và hy vọng. Theo tử vi, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, ai cũng mong có quý nhân bên cạnh giúp đỡ phù trợ để cuộc sống thêm phần nhẹ nhàng và suôn sẻ. Vậy khi bước sang những tháng cuối năm 2024, vận trình của người tuổi Ất Tỵ 1965 có khởi sắc hay ảm đạm hơn? Và người tuổi Ất Tỵ 1965 3 tháng cuối năm cần làm gì để khép lại năm này thật suôn sẻ? Cùng tìm hiểu kỹ càng trong bài viết dưới đây. Tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Xem tử vi, tuổi Ất Tỵ là một trong những con giáp giàu bất ngờ cuối năm 2024. Sự khôn ngoan và nhạy bén sẽ là vũ khí lợi hại giúp Ất Tỵ chinh phục mọi mục tiêu mà mình đặt ra. Con giáp này biết rất rõ nguyên tắc không làm thì không có ăn nên không bao giờ ngừng tiến về phía trước. Dù làm việc hay học tập, tuổi Ất Tỵ đều duy trì được mức độ tập trung và nhiệt huyết cao. Càng về cuối năm, những nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp. Các dự án công việc được hoàn thành thành công, các vấn đề trong học tập lần lượt được giải quyết, cảm giác thành tựu và hài lòng khiến Ất Tỵ tự hào về chặng đường vừa qua của bản thân. Tại nơi làm việc, bản mệnh này sẽ gặp được những cơ hội hiếm có thể là một dự án quan trọng hoặc được trao cơ hội dẫn dắt đội nhóm. Sự khéo léo sẽ giúp tuổi Ất Tỵ nắm bắt những cơ hội này và đưa sự nghiệp của bản thân lên một tầm cao mới. Không chỉ vậy, người tuổi Ất Tỵ còn dẫn đầu trong lĩnh vực của mình với sự sáng suốt sâu sắc và khả năng sáng tạo không giới hạn. Họ dám thử những điều mới, thử thách bản thân và không ngừng bứt phá những hạn chế của bản thân. 3 tháng cuối năm 2024 đánh dấu một giai đoạn nhiều hứa hẹn cho người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Ở tuổi 59, Ất Tỵ đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tích lũy đủ kinh nghiệm và thành quả để bước vào một giai đoạn bình ổn và thảnh thơi hơn. Đây là thời điểm phù hợp để Ất Tỵ củng cố công việc, tài chính, đồng thời tận hưởng sự bình yên bên gia đình, chuẩn bị bước vào năm mới với nhiều niềm vui và hy vọng. Sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ trong những tháng cuối năm 2024 có chiều hướng ổn định và tích cực. Dù không còn quá nhiều áp lực, nhưng Ất Tỵ vẫn giữ tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn có thể nhận được những cơ hội quan trọng giúp khẳng định uy tín và danh tiếng trong công việc, hoặc được giao cho những dự án có tính chất tổng kết, hoàn thành. Đây là thời gian thuận lợi để bạn tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm và làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, Ất Tỵ có thể sẽ gặp gỡ những đối tác mới, những người mà bạn đã xây dựng mối quan hệ bền vững qua nhiều năm.
hãy tận dụng những cơ hội này để củng cố sự nghiệp và hướng đến sự ổn định lâu dài. Tuy nhiên, tránh vội vã tham gia vào các kế hoạch đầu tư lớn hoặc mạo hiểm vì vận khí cuối năm thiên về sự bình ổn hơn là bứt phá. Về tài chính, tuổi Ất Tỵ sẽ trải qua những tháng cuối năm khá ổn định. Các khoản thu nhập từ công việc chính và các nguồn đầu tư trước đây sẽ giúp bạn duy trì mức sống thoải mái. Đối với những Ất Tỵ đã có sự chuẩn bị tài chính từ sớm, đây là thời gian bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả. Tuy nhiên, Ất Tỵ nên duy trì nguyên tắc tiết kiệm và tránh xa các khoản chi tiêu không cần thiết để đảm bảo tài chính ổn định cho các dự định tương lai. Nếu có kế hoạch đầu tư, bạn nên chọn các khoản đầu tư có độ rủi ro thấp và nghiên cứu kỹ càng trước khi tham gia. Tài lộc cuối năm của Ất Tỵ có thể sẽ phát triển theo hướng ổn định, không bùng nổ nhưng vẫn đem lại cảm giác an toàn và bền vững. Gia đạo là điểm tựa tinh thần quan trọng của tuổi Ất Tỵ trong thời điểm này. Gia đình hòa thuận, ấm cúng và con cái hiếu thảo mang lại cho bạn niềm vui và sự động viên lớn lao. Đây là thời gian Ất Tỵ có thể chia sẻ những khoảnh khắc bình yên cùng gia đình, tổ chức các buổi sum họp hay gặp gỡ, là dịp để cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm và gắn kết thêm tình cảm. Vai trò của Ất Tỵ trong gia đình cũng đặc biệt quan trọng là người cha, người ông, bạn có thể truyền lại những bài học, kinh nghiệm sống và định hướng cho con cháu. Một vài khó khăn nhỏ trong gia đình có thể phát sinh, nhưng với sự khéo léo và kiên nhẫn, Ất Tỵ sẽ dễ dàng vượt qua và giữ cho gia đạo luôn êm ấm. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong 3 tháng cuối năm có thể xuất hiện một vài dấu hiệu cần quan tâm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xương khớp, huyết áp và hệ tiêu hóa. Lời khuyên cho bạn là nên thực hiện chế độ sinh hoạt và ăn uống điều độ, tránh những thức ăn khó tiêu và duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hoặc thiền để tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, Ất Tỵ cũng nên chú trọng đến giấc ngủ và giảm thiểu các căng thẳng từ công việc hoặc cuộc sống. Nếu có thể, hãy lên kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề. Một tinh thần thoải mái, thư thái sẽ giúp sức khỏe của Ất Tỵ được cải thiện đáng kể. 3 tháng cuối năm 2024 là khoảng thời gian mà tuổi Ất Tỵ có thể tận hưởng sự ổn định, hòa hợp và niềm vui từ công việc đến gia đình. Đây là giai đoạn Ất Tỵ có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được, sẵn sàng bước vào một chương mới với sự an yên và thanh thản. Hãy tận dụng những ngày tháng cuối năm để sống chậm lại, trân quý những khoảnh khắc bên người thân và chuẩn bị tinh thần chào đón một năm mới đầy niềm vui và hy vọng. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Tỵ âm lịch cho thấy nếu Ất Tỵ 1965 không thừa nhận những lỗi lầm của bản thân thì càng có nguy cơ không được đánh giá cao trong công việc của mình. Tinh thần làm việc của bản mệnh trong tháng này có dấu hiệu sao nhãng. Do có tính cả thèm chóng chán, Ất Tỵ có thể nhảy sang bất cứ dự án mới nào mà mình cảm thấy hứng thú mà bỏ mặc nhiệm vụ hiện tại của bản thân. Tinh thần cạnh tranh không hẳn là một điều xấu bởi vì mọi người luôn cần có sự khẳng định bản thân. Thế nhưng nếu thái quá thì có nghĩa là Ất Tỵ thiếu đi sự khiêm tốn, nhã nhặn cần thiết. Ngoài ra trong cách giao tiếp với mọi người nhớ tránh hiểu nhầm kẻo xảy ra những xung đột không đáng có. Nếu có thể nên giúp đỡ nhau trong công việc thì càng tốt. Bản mệnh được xem là người đa tài, có khả năng trong nhiều lĩnh vực, lại tháo vát. Thế nhưng bạn đừng quá tự phụ vì sự thông minh của mình, điều đó chưa đủ để đảm bảo có hạnh phúc và giàu có. Người thông minh trong thiên hạ rất nhiều, nhưng không phải ai thông minh cũng giàu hay hạnh phúc. Tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, nhất bạch bay về cung chính đông báo hiệu sự vất vả, nặng gánh về tiền bạc, có thể tiền nhiều nhưng không giữ được số tiền như mong muốn vì phải hỗ trợ những người xung quanh. Tình hình tài lộc của tuổi Ất Tỵ không thực sự khởi sắc, nhất là những ai cố tình gian dối trong làm ăn thì lúc này lãnh hậu quả nặng nề. Khi không còn ai muốn hợp tác cùng thì số đơn đặt hàng, các hợp đồng lần lượt giảm sút đáng kể. Đừng than mình tại sao mãi nghèo nữa, hãy thực sự hành động. Trước tiên là kiếm thêm số tiền nhỏ và tìm cách gia tăng dần theo thời gian. Trong thời đại của sự giàu có, bạn phải dùng cái đầu để kiếm tiền. Bởi nếu dùng tay chân mà không dùng trí óc thì chỉ là công cụ và nô lệ của người có đầu óc. Người tuổi Ất Tỵ tháng này mới nhận ra rằng muốn kiếm nhiều tiền phải biết lựa chọn. Sự lựa chọn chính là vận mệnh và cũng chính là tài lộc. Không biết lựa chọn, bản mệnh sẽ mất đi phương hướng, từ đó tài lộc cũng vụt khỏi tầm tay. Tháng này có dấu hiệu Ất Tỵ hay bị ốm vặt hơn một phần là lý do thời tiết, hoặc cũng có thể là sức đề kháng của bạn bị giảm sút. Nên tăng cường việc ăn và uống đồ ấm, hạn chế uống đồ lạnh, ưu tiên ăn nhiều rau củ quả theo mùa.
Sao Nguyệt Mã chủ di chuyển, nên cẩn thận trong việc di chuyển, đi lại. Có điềm tai nạn bất ngờ ở tứ chi, hai tay, hai chân, khi đi lại trên phương tiện giao thông. Ất Tỵ nên cố gắng sắp xếp thời gian để có giấc ngủ trưa. Giấc ngủ trưa giúp bạn được tái tạo năng lượng sau nửa ngày làm việc và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Dần, Tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ, vàng. Con số may mắn, 89, 76, 55, 40. Tử vi tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, mọi việc xảy ra như thế nào Ất Tỵ cũng không thực lòng quan tâm lắm. Sự nhàm chán là nguyên nhân chính khiến con giáp tuổi Ất Tỵ thiếu động lực trong công việc tháng mới này. Thầy tử vi cảnh báo, tháng này mệnh có bệnh nên Ất Tỵ càng không thích hoạt động, không thích nơi đông người, chỉ muốn được ở một mình. Điều này xảy ra là hoàn toàn dễ hiểu, Ất Tỵ chẳng phải là cái máy để làm việc không ngừng nghỉ. Thời gian trước Ất Tỵ dồn quá nhiều tâm sức nên giờ đây có cảm giác cạn kiệt năng lượng mà thôi. Do đó, Ất Tỵ nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì mức năng lượng vừa phải, trải dài các ngày trong tuần. Không quên kết hợp việc có thời gian nghỉ ngơi, tránh bị làm việc quá sức và gây ra tình trạng chán nản như hiện tại. Hơn nữa, chỉ có Ất Tỵ tự tìm ra tình yêu công việc cho mình mà thôi, không thể nhờ tới những động lực bên ngoài mãi được. Hãy nhớ tiếp cận chúng một cách lạc quan và dùng trực giác của mình để làm nên sự khác biệt. Một ý tưởng tuyệt vời sẽ đến và mang lại tác động rất lớn tới tinh thần của Ất Tỵ. Điểm sáng của tuổi Ất Tỵ tháng này đó là tình hình tài chính khởi sắc, thậm chí bạn nhận được thành quả tốt từ việc làm ăn, đầu tư trước đây. Nhìn chung bản mệnh không gặp khó khăn về tiền bạc. Lục Bạch nhập cung chính Bắc, nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm bắt được cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay đừng dùng nó để xoa dịu những tổn thương về tinh thần của mình vì sau đó Ất Tỵ vừa hết tiền vừa cảm thấy buồn bực hơn mà thôi. Thực ra thành quả Ất Tỵ đang nhận được là nhờ vào những nỗ lực trong quá khứ, Ất Tỵ đã rất vất vả, không quản ngại khó khăn để xây dựng nền móng về tiền bạc, chăm chỉ kinh doanh để lúc này nó mang về trái ngọt cho Ất Tỵ. Chính điều này cũng làm Ất Tỵ cần suy ngẫm, bạn nhận ra mình cũng đã làm được nhiều việc hay ho. Điều đó động viên cho tuổi Ất Tỵ rất nhiều để Ất Tỵ lấy lại được tinh thần, sự hứng thú trong công việc, giải tỏa được cảm giác chán nản trong tâm trí. Tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Tỵ âm lịch, nguyệt lệnh bệnh chủ về bệnh tật nên có thể thấy sức khỏe của tuổi Ất Tỵ 1965 tháng này không được tốt. Bản mệnh cần phải dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu có bệnh cũng không nặng lắm. Dù vậy, Ất Tỵ không nên chủ quan, nên tập trung chữa bệnh cho dứt điểm, không để tình trạng này kéo dài. Về mặt tướng mạo, sắc diện, da dẻ không hồng hào, bị xanh xao, vàng vọt. Đây là thời điểm tuyệt vời để Ất Tỵ đi nghỉ hoặc tranh thủ dành thời gian xả hơi một chút. Nếu cần hãy đi spa, du lịch ngắn ngày để nạp lại năng lượng, tìm lại sự cân bằng. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn hơn thì Ất Tỵ có ý thức rõ ràng trước những gì mình cần phải thực hiện trong những ngày sắp tới. Quý nhân, Mão, Sửu. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, xám, đỏ. Con số may mắn, 04, 13, 25, 88. Tử vi tháng 12 âm lịch. Chúc mừng người tuổi Ất Tỵ vì bản mệnh sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng trên phương diện sự nghiệp trong thời điểm tháng 12 âm lịch này. Những cống hiến của bạn được lãnh đạo đánh giá cao và dành cho những phần thưởng xứng đáng. Thời điểm này, nhờ có tam hợp chỉ đường dẫn lối, Ất Tỵ biết được điểm mạnh của mình là gì và phát huy đúng lúc. Nhờ vậy mà bạn làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả, khiến đồng nghiệp xung quanh khâm phục. Chắc chắn sẽ không có ai dị nghị gì về những lời có cánh mà cấp trên dành cho bạn. Đáng mừng hơn nữa là Ất Tỵ đã tự tin vào bản thân hơn trước nhiều. Bản mệnh không chỉ dám nói lên suy nghĩ, quan điểm của mình mà còn có thể là người đứng ra chịu trách nhiệm, dẫn dắt mọi người hướng đến mục tiêu chung. Dưới sự lãnh đạo của bạn, mọi người đồng tâm hiệp lực, việc khó đến đâu cũng có thể giải quyết gọn gàng. Người làm lãnh đạo cũng sẽ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Ất Tỵ nghiêm túc, đặt ra những yêu cầu cao nhưng cũng hết sức quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Nhờ vậy mà bạn đưa ra được những quyết định chính xác nhưng không hề mang tính áp đặt. Tử vi tháng 12 năm 2024 tuổi Tỵ âm lịch thấy rằng phương diện tài lộc của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 cũng sẽ có những bước phát triển đáng kể trong tháng 12 này.
bản mệnh làm trên lĩnh vực nào cũng kiếm được một khoản lương thưởng, lời lãi dư giả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên chắc chắn sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng, hoa hồng, thưởng Tết. Thậm chí một số người còn được thăng chức, tăng lương, đảm bảo mức thu nhập cao hơn từ nay về sau. Người làm lãnh đạo hướng tập thể tới con đường đúng đắn nên Ất Tỵ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người tin tưởng và đi theo mình. Với người làm ăn kinh doanh, tháng Tết hàng hóa tiêu thụ nhanh chóng, dù bạn phải bận rộn luôn chân luôn tay nhưng đổi lại, tiền bạc cũng sẽ chảy ào ào vào túi. Ất Tỵ có thể thử nhập thêm những mặt hàng mới, rất có thể sẽ thu hút thêm được nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, tháng này có nguyệt lệnh mộc dục tác động nên bản mệnh cũng sẽ phải chi phí khá nhiều cho các hoạt động mua bán, tân trang nhà cửa và bản thân. Tết một năm mới có một lần, Ất Tỵ có thể cho phép bản thân xả láng một chút, song cũng phải có mức độ nhất định, nếu không thì tiền nhiều mấy cũng sẽ tiêu hết. Theo tử vi tháng 12 năm 2024 tuổi Tỵ âm lịch, dù mọi phương diện cuộc sống đều khá tốt đẹp song sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ lại không mấy lạc quan trong thời điểm này. Có thể bản mệnh dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên quên để ý đến việc nghỉ ngơi, khiến cơ thể mệt mỏi. Ngoài ra, nếu có việc cần xuất hành đi xa, Ất Tỵ cần hết sức cẩn thận khi di chuyển trên đường, nếu không dễ gặp phải những sự cố đáng tiếc. Nếu thấy cơ thể mệt mỏi, Ất Tỵ cũng nên đi kiểm tra để khám chữa ngay, đừng để bệnh trở nặng khiến việc chữa chạy càng thêm phức tạp, thậm chí phải động dao kéo. Quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số may mắn, 32, 11, 09, 68. Thưa quý vị thân mến, cuộc sống của mỗi người đều có những thăng trầm, đặc biệt là đối với những người thuộc tuổi Ất Tỵ 1965. Với những kinh nghiệm phong phú và khả năng vượt qua khó khăn, quý bác đã tạo dựng được cuộc sống ổn định và vững vàng. Tuy nhiên không ai có thể tránh khỏi những vận hạn và thử thách trong cuộc sống. Chính vì vậy thông qua việc áp dụng phong thủy, quý bác có thể cải thiện vận mệnh, hóa giải vận hạn và đón chào một năm mới tràn đầy hy vọng và thịnh vượng. Nội dung dưới đây sẽ cung cấp những bí quyết phong thủy giúp quý bác tuổi Ất Tỵ vượt qua những khó khăn trong những tháng cuối năm và chuẩn bị cho một năm mới đầy hứa hẹn. Người tuổi Ất Tỵ đang bước vào giai đoạn cuối năm với mong muốn giải tỏa những vận hạn còn tồn động để đón một năm mới đầy may mắn và bình an. Đây là lúc thích hợp để vận dụng các phương pháp phong thủy cải vận nhằm tăng cường năng lượng tích cực, loại bỏ năng lượng tiêu cực giúp đón nhận những điều tốt lành trong năm mới. Dưới đây là một số gợi ý phong thủy giúp quý vị tuổi Ất Tỵ 1965 hóa giải vận hạn, tăng cường phúc khí và đón chào một năm 2025 an vui thịnh vượng. 1. Thanh tẩy không gian sống, loại bỏ năng lượng xấu. Cuối năm là thời điểm tuyệt vời để dọn dẹp và sắp xếp lại không gian sống nhằm loại bỏ năng lượng tiêu cực tích tụ. Bắt đầu từ việc dọn dẹp những vật dụng không còn dùng đến, lau chùi sạch sẽ và trang trí lại căn nhà. Không gian gọn gàng, ngăn nắp sẽ giúp khí lưu thông tốt hơn, từ đó mang lại cảm giác nhẹ nhõm và thư giãn. Đặc biệt, quý vị nên giữ cho khu vực cửa chính thông thoáng, đây là nơi tài lộc đi vào, giúp thu hút năng lượng tích cực. 2. Tăng cường màu sắc hợp mệnh. Với người tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, các màu sắc như đỏ, cam, tím và hồng là lựa chọn phù hợp. Những gam màu này sẽ mang lại sự hứng khởi, tạo động lực cho quý vị vượt qua mọi thử thách. Hãy trang trí không gian sống hoặc chọn các vật dụng cá nhân có màu sắc này như rèm cửa, gối hoặc tranh treo tường để kích hoạt vận may và thu hút năng lượng tốt. 3. Sử dụng đá phong thủy phù hợp. Đá phong thủy là một công cụ hiệu quả giúp gia tăng năng lượng tích cực và bảo vệ bản mệnh. Người mệnh hỏa hợp với thạch anh tím và thạch anh hồng đây là hai loại đá có tác dụng tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tinh thần và đem lại sự bình an. Quý vị có thể đặt viên đá ở bàn làm việc hoặc phòng khách để tạo không gian hài hòa, giúp hóa giải những căng thẳng, lo âu. 4. Linh vật phong thủy, rắn và rồng. Linh vật phong thủy rắn hoặc rồng là biểu tượng của trí tuệ và sự may mắn. Hãy đặt tượng rắn phong thủy ở vị trí phù hợp trong nhà để kích hoạt tài lộc và hỗ trợ tinh thần. Tượng rồng, nếu đặt ở góc tài lộc, góc chéo đối diện cửa chính, sẽ giúp thu hút vượng khí, mang lại sự hưng thịnh và may mắn. 5. Thiền định và thực hành các bài tập tâm linh. Người tuổi Ất Tỵ thường nhạy cảm với năng lượng xung quanh, vì vậy việc dành thời gian thiền định hoặc thực hành các bài tập tâm linh sẽ giúp quý vị ổn định tâm hồn, đẩy lùi căng thẳng.
Thiền giúp khai thông năng lượng tích cực và giải phóng những suy nghĩ tiêu cực, từ đó tăng cường sức khỏe tinh thần. Chỉ cần dành 15 đến 20 phút mỗi ngày để ngồi thiền, quý vị sẽ cảm thấy thư thái và dễ dàng đón nhận những điều tốt đẹp hơn. 6. Xây dựng mối quan hệ xã hội và lan tỏa năng lượng tích cực. Đối với người tuổi Ất Tỵ, mối quan hệ xã hội hài hòa sẽ giúp cải thiện vận mệnh. Cuối năm là thời điểm tuyệt vời để kết nối, giao lưu với bạn bè và gia đình. Hãy tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng những người thân yêu. Việc giao tiếp tích cực sẽ mang lại cho quý vị sự cân bằng và niềm vui, đồng thời giúp đón nhận thêm những may mắn trong cuộc sống. 7. Lập kế hoạch và đặt ra mục tiêu cho năm mới. Để bước vào năm 2025 với tâm thế tự tin và tràn đầy hy vọng, quý vị nên dành thời gian cuối năm để lập kế hoạch, đặt ra mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Việc viết ra những dự định sẽ giúp quý vị có hướng đi cụ thể và tạo động lực cho bản thân. Một bản kế hoạch tốt sẽ giúp quý vị vượt qua khó khăn dễ dàng hơn và đạt được những thành công đáng mong đợi. Những tháng cuối năm 2024 là cơ hội tốt để người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 áp dụng các biện pháp phong thủy nhằm cải thiện vận mệnh, gia tăng tài lộc và sức khỏe. Hãy tận dụng thời điểm này để chuẩn bị thật tốt, đón chào một năm 2025 thịnh vượng, viên mãn và bình an. Chúc quý vị tuổi Ất Tỵ có một năm mới an lành, hạnh phúc và luôn đạt được thành công trên mọi phương diện. Dưới đây là 4 dấu hiệu nổi bật về công việc, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 3 tháng cuối năm 2024. Với sự bảo hộ của Phật Phổ Hiền Bồ Tát, đây sẽ là giai đoạn quan trọng để bạn tập trung vào những khía cạnh then chốt của cuộc sống, chuẩn bị tâm thế đón nhận những điều may mắn. 1. Công việc và sự nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm 2024, tuổi Ất Tỵ có cơ hội mở rộng và phát triển trong công việc. Dưới sự bảo hộ của Phật Phổ Hiền Bồ Tát, bạn sẽ có thêm sự tự tin và kiên trì để theo đuổi mục tiêu sự nghiệp. Đây là thời điểm tốt để bạn thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu hoặc nhận thêm trách nhiệm mới để khẳng định vị trí của mình. Tuy nhiên, hãy luôn giữ thái độ cẩn trọng, tránh vội vàng trong các quyết định quan trọng. Khả năng làm việc đội nhóm và giao tiếp tốt sẽ giúp bạn tiến xa hơn. 2. Tài lộc. Tài chính của tuổi Ất Tỵ trong 3 tháng cuối năm 2024 khá thuận lợi. Bạn có thể nhận được những khoản lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đây hoặc một khoản thu nhập phụ từ những công việc ngoài. Dù vậy, đừng quên lập kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính hợp lý để tránh rơi vào tình trạng căng thẳng tài chính vào cuối năm. Đây cũng là thời điểm phù hợp để bạn tích lũy hoặc đầu tư vào những dự án có tiềm năng dài hạn. 3. Sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong 3 tháng cuối năm cần được chú ý, đặc biệt là về xương khớp và hệ tiêu hóa. Hãy cố gắng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng để giữ cơ thể khỏe mạnh. Sự bảo hộ của Phật Phổ Hiền Bồ Tát sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn về thể chất. Ngoài ra, hãy dành thời gian cho các hoạt động thư giãn tinh thần, giảm bớt căng thẳng từ công việc. 4. Các mối quan hệ. Trong 3 tháng cuối năm, các mối quan hệ của tuổi Ất Tỵ sẽ có nhiều cơ hội thăng hoa. Đây là thời điểm tốt để bạn xây dựng và củng cố tình cảm gia đình, đồng thời mở rộng mối quan hệ xã hội. Hãy chú trọng lắng nghe và chia sẻ với người thân yêu, bởi những kết nối này sẽ mang đến cho bạn nhiều sự động viên và ủng hộ tinh thần. Trong công việc, bạn cũng dễ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên. Sự chân thành và hòa nhã sẽ là chìa khóa giúp bạn duy trì các mối quan hệ lâu dài. Với sự bảo hộ của Phật Phổ Hiền Bồ Tát, 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm đầy hứa hẹn và tích cực cho tuổi Ất Tỵ. Nếu bạn biết tận dụng cơ hội, chăm chỉ và kiên trì, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, tài lộc dồi dào và duy trì sức khỏe ổn định. Chúc bạn có một cuối năm an lành, hạnh phúc và viên mãn. Quý vị thân mến, phần cuối chương trình Tài Lộc TV sẽ chia sẻ đến cô bác lời Phật dạy về gia đình, càng hiểu càng nâng niu, trân trọng. Theo lời Phật dạy về gia đình đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng mối quan hệ khăng khít giữa các thành viên là do sợi dây nhân duyên. Muốn nó trở thành duyên lành thì bạn phải biết cách hành xử khôn ngoan và khéo léo. 1. Lời Phật dạy về chữ hiếu lòng hiếu thảo. Những lời Phật dạy về gia đình, đặc biệt về lòng hiếu thảo giúp chúng ta soi chiếu lại bản thân xem đã làm điều không tròn bổn phận chữ hiếu thì ngay lập tức thức tỉnh, hồi hướng, răng mình làm điều thiện. Những đứa con bất hiếu, sau khi chết bị đọa vào địa ngục A Tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn hoàng sắc nóng,
uống nước đồng sôi, gươm đao đâm chém. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây, sự hình phạt tại A Tỳ ngục, rất nặng nề ngỗ nghịch song thân. Đức Phật dạy, hiếu với mẹ cha tức là kính Phật. Nếu ở đời không có Phật thì hãy khéo thờ cha mẹ. Khéo phụng thờ cha mẹ như phụng thờ Phật vậy. Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, xin đi xin lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Đế Thích sẵn ở trong nhà. Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ, tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường thánh hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị thánh hiền và Phật đều ở trong nhà. Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận. Hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh. Hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng. 2. Lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ. Theo lời Phật dạy về gia đình, phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng. Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận. Hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh. Hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng. Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết. Vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Giả như có ai gặp lúc đói khát, phá hoại thân thể, cung phụng cha mẹ cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Vì cha mẹ mà trăm kiếp nghìn đời, đâm tròng con mắt, cắt hết tâm can, trăm nghìn dao sắc xuất nhập toàn thân cung không trả nổi công ơn cha mẹ. Dù vì cha mẹ, đốt thân làm đèn cúng dường chư Phật cũng không đáp được công ơn cha mẹ. 3. Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ. Công ơn cha mẹ lớn lao, chúng ta có cố gắng đáp đền thì cũng không thể nào đủ đầy nước. Vì thế, việc tốt nhất nên làm là hiếu thuận. Tìm hiểu thêm cách cải thiện số mệnh bằng việc hiếu thảo với cha mẹ mình càng sớm càng tốt. Cha hiền con hiếu, mẹ thiện con thuận sẽ tạo ra bầu không khí ấm áp, thoải mái, vui vẻ. Chính điều này sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong nhà, nhất là con trẻ. Gia đình hòa ái, kính trên nhường dưới thì đứa trẻ lớn lên cũng tự khắc biết hiếu thuận, ngoan ngoãn và mang bản tính thiện lương. 4. Lời Phật dạy về mẹ chồng nàng dâu. Chuyện bất đồng mẹ chồng nàng dâu là chuyện xảy ra khá phổ biến. Theo lời Phật dạy về gia đình, nếu muốn mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, hãy nhớ 4 chữ sau. Chữ hiếu. Khi đã gọi một người là chồng và đồng nghĩa gọi mẹ họ là mẹ thì cũng phải làm tròn chữ hiếu của mình. Không phải tự nhiên bạn có được mối người đàn ông yêu thương mình, đó là nhờ công nuôi dưỡng của người mẹ. Chữ tình. Phải là người thấu hiểu, biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác. Khi đó mới thực sự tình yêu đó mới thực sự là chân thành. Hơn nữa, họ là mẹ của người chồng của bạn. Bạn không chỉ yêu quý mà nên còn dành cho họ sự nể trọng. Trước khi mong ai đó trao tình cảm cho mình thì bạn phải thấu hiếu và sống trọn tình với người ta đã. Chữ đạo. Mẹ chồng nên nghĩ tới đạo của người làm mẹ, con dâu nghĩ tới đạo làm con để biết cách sống cho phù hợp. Ví dụ với người lớn tuổi mà bạn không hề quen, bạn có dám lớn tiếng với họ không? Xem thêm, lời Phật dạy về đạo làm người không phải ai cũng thấu tỏ. Là con người, sống trong vòng vô minh nghiệp thức, không ai là không có lỗi. Mình phải thường xuyên tự xét lại mình, trước khi phê bình chỉ trích người khác. Nhà mình rác rến ngập tràn không lo dọn quét, cứ thích cầm chổi lo dọn quét nhà người. Chữ đức. Không chỉ đối với mẹ chồng, chúng ta chỉ nên tự quán chiếu mình sống thế nào cho đúng tâm, đúng đức của mình mới là đáng quý. Tốt hơn hết là nên cố giữ đừng cho sự xích mích xảy ra. Nên vâng theo lời Phật dạy mà tập tánh hỷ xả bao dung tha thứ và thông cảm. Nhất là đối với những bậc trưởng thượng ông bà cha mẹ. 5. Lời Phật dạy về cha mẹ và con cái. Con cái đối với cha mẹ, được nuôi dưỡng, sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Làm bổn phận đối với cha mẹ, theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, tùy theo điều kiện của mình, chúng ta lo cho cha mẹ sao cho tinh thần yên vui, cuộc sống đầy đủ. Phật dạy, nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy vân thuận không trái, chư thiên hộ niệm, phước lạc vô biên. Giữ gìn gia đình và truyền thống.
làm tang lễ khi cha mẹ qua đời, bảo vệ tài sản thừa tự, cha mẹ đối với con cái, thương yêu con cái, cung cấp cho con cái đầy đủ, tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con cái, tìm nơi chốn xứng đáng để dựng vợ gả chồng, giao hết của cải cho con cái ở thời điểm thích hợp. 6. Lời Phật dạy về tình anh em. Trong quan hệ sống chung giữa anh em thân thích thì sự quan tâm hỗ tương, san sẻ cho nhau từ sự nghiệp, cơ hội làm ăn cho đến giúp nhau trong những việc vặt giữa đời thường cũng là những đức tính được Phật ca ngợi và tán thán. Lời Phật dạy về tình anh em giữ gìn thân tộc bằng việc: 1. Thái độ tự chủ và không ỷ lại. 2. Tinh thần đoàn kết. 3. Giữ gìn nếp nhà. 4. Tương kính, nhường nhịn và sẻ chia. 7. Lời Phật dạy về cách làm vợ. Phật dạy có 7 kiểu vợ ở trên đời này. Hôm nay con hãy suy nghĩ kỹ xem để so sánh xem mình thuộc kiểu vợ nào sau đây. 3 hạng đầu là vợ như sát nhân, vợ như ăn trộm, vợ như chủ nhân đều là không tốt, con không nên giống, nỗ lực vượt qua. 1 là làm vợ như kẻ sát nhân. 2 là làm vợ như kẻ ăn trộm. 3 là làm vợ như một chủ nhân. 4 là làm vợ như người mẹ hiền. 5 là làm vợ như cô em gái, vợ thùy mị, đoan trang, khiêm tốn, nhún nhường, hiểu và thuận phục đối với chồng mình như với anh ruột trong một gia đình. 6 là làm vợ như bạn đồng hành, vợ nào hiểu biết, thông cảm, niềm nở, vui vẻ, hòa thuận với chồng như thể hội ngộ một người bạn bè từ lâu mới gặp. 7 là làm vợ như một người hầu, người vợ nào tính tình mềm mỏng, không chút nóng nảy, không giận, hờn dỗi, dù khi bị chồng đối xử không đẹp vẫn khéo nhường nhịn, không hề lỗ mãng, lớn tiếng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.